Thấy có màu đen hình tròn gì trứng không? Không vậy thương? Như là con ốc á. Con ốc hả? Con ốc. Em muốn bắt không? Bắt thì thương. Chút. Ok. Thấy có mấy con nọc nọc nhỏ. Nhỏ hơn mấy con nọc nọc kia luôn. Ôi trời. Rồi đó đúng rồi đó em đắp ốc á. Cái mẹ không? Trường té xuống nữa. Tôi xin chú con. Mày mà té xuống như sau quá hả? Chắc có sâu. Bước đồ đi. Chắc có sâu lắm rồi thưa ơi. Cái thì có nó sâu lắm á. Hả? Không có đòi hỏi cái gì ở dưới không? Hả? Chân thử với. Nhớ sợ có chuột con sợ nhiều. Có nhiều không? Lẽ xuống đất hả? Sao lại nó đâu? À đó, cửa đá kìa. Ờ, thì biết là mình gặp nó màu đen rồi.